mà chúng ta rất là cần thiết, hầu như trong project nào cũng cần, đó là hàm upload file và lưu file ảnh hoặc là bất kỳ cái loại file gì lên trên server để truy cập. Chúng ta có như sau. Đầu tiên đó là chúng ta sẽ có cái gọi là cái gì ta? Chúng ta sẽ có một cái form. Các bạn tạo file index chưa? Tạo đi. Chúng ta sẽ có một cái file HTML và trong này chúng ta sẽ có một cái form. Được chưa nhỉ? Form này đẩy sang là upload file. Upload file.php. Method get được mà post được, post đi. Và bây giờ ở trong này, ở trong cái phần nội dung của form này, chúng ta sẽ có một cái label. Label for upload file. Đây là file. Đây là image đi. Chúng ta có thêm một thẻ input type bằng file và set cho nó một cái name bằng avatar chẳng hạn. Có ID bằng upload file. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái br và có thêm cái button type bằng submit để gửi cái file này lên server. Được chưa? Đây là submit. Cái form này nó rất là cơ bản, nó chẳng có cái gì. Copy. Xong chưa? Được chưa nhỉ? Tiếp tục này, chúng ta tạo thêm cho tôi một cái file là upload file.php ra để nhận dữ liệu từ cái form này. Thì chúng ta sẽ tạo ra thư mục ở trong này, upload file.php. Chúng ta code php ở đây. Ở đây chúng ta nhận dữ liệu từ form kia thì chúng ta có cái ví dụ tôi tạo ra một cái biến file bằng đô la gạch dưới gì. Method của form là cái gì? Post thì chúng ta đô la gạch dưới post. Của cái name là avatar đúng không? Và chúng ta tiến hành là vadam file. Xem nó có ra không nhé. Được chưa? Rồi bây giờ xem nhá. Chúng ta xem kết quả chúng ta đạt được là cái gì đã. Đây có image này, file này, chọn một cái file, tôi chọn một cái file ảnh chẳng hạn. Đây là ảnh này. Rồi submit lên đúng không? Nó sẽ sang upload file.php đúng không? Nhìn thấy không? Nó ra cái gì? Nó ra một cái tên file. Đây không phải là file.
Đúng không? Nó chỉ ra một cái file, một cái tên file của ảnh thôi. Đây không phải là file. Thấy chưa? Thế vậy thì chúng ta làm nào để lấy được file? Ở trong PP nó cung cấp sẵn chúng ta cái biến tên là đô la gạch dưới file như thế này, avatar. Đó, xem có ra không nhá. Được chưa? Đô la gạch dưới file. Nhớ viết hoa hết. Rồi ngó này xem có lên không nhỉ? Còn thì nút. Này là không lên rồi. Này là fail rồi. Vì sao fail? Bởi vì ở trong cái HTML ấy, ở cái form chúng ta nếu mà muốn upload cái tài nguyên, tức là những cái media của chúng ta lên, thì chúng ta bắt buộc phải có thêm cái thằng này. Increase type bằng multipath gạch dưới multipath sược form trừ data. Có thêm cái này thì chúng ta mới gửi được file lên trên server. Có khó viết quá không? Multipath sược form data thì mới nhận được file, được chưa? Xong chưa? Rồi, xong chưa? Rồi, nhanh lên. Lớp này là còn may, tôi còn chưa dở trò là bắt ngồi gõ 10 ngón đấy. Nếu mà chậm quá tôi hâm lên tôi bắt test gõ 10 ngón phải được 64 trên 1 phút thì mới pass. Nếu đấy thì há mồm. Được chưa? Rồi chúng ta test nhá. Back về này reload, nhớ phải reload để cho nó load lại cái nội dung của cái form này thì mới có encrypt type, được chưa? Rồi nó chọn file ảnh này. Chọn một cái ảnh bất kỳ này. Được chưa? Submit. Thấy gì? Ở trong này nó ra một cái mảng đúng không? Thấy cái mảng không? Bao gồm tên file này, kiểu dữ liệu này, TMP name này. Không ra cái gì TMP name này không ra bởi vì nó file là file PSD. Chứ nó không phải là file ảnh, đúng không? Bây giờ tôi reload lại, tôi sẽ upload một cái file ảnh thật lên này. File ảnh là file PNG đúng không? 109-2 PNG. Submit lên. Thấy không? Chúng ta nhìn thấy cái name của nó là gì? Là tên của ảnh này. Tiếp theo type là bằng image PNG là loại ảnh luôn, đúng không? Chúng ta có cái TMP name bằng private và cái gì gì đấy ở các bạn như là ổ C thì phải, đúng không? C sum cái gì gì đấy đúng không? Rồi thì là error là không. Size là bằng 3393748. Đây là cái dung lượng của file. Được chưa nhỉ? Đây là chứng tỏ một cái là ở server đã nhận được file rồi. Đấy nhỉ? Ở server đã nhận được file, bây giờ chúng ta lưu vào trong project của chúng ta để dùng thôi. Thì giờ làm nào? Chúng ta thử nhá. Bây giờ cô tiếp này. Trước hết, trước khi lưu file á thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta phải kiểm tra xem file nó có hay không. Bằng cách gì? Check cái gì để biết file nó có lên được hay không? Hả? Bằng gì? Tôi cứ va đâm nhá, tôi Ctrl Z tôi cứ va đâm này. Tôi back lại này. Trong trường hợp nó không nhận file thì sao? Không up file lên thì sao? Thấy không? Nó vẫn có cái array này. Nhưng mà sao? Chúng ta có thể dựa vào rất nhiều thứ ở đây, ví dụ như kiểu là tên này, hoặc là size này, đúng không? File nào up lên chả có nội dung, ít nhất là nặng 1 bit, đúng không? Cho nên là chắc chắn là cái size này nó phải là lớn hơn không thì sẽ tồn tại file, được chưa? Thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra bằng if cái biến file này có cái thuộc tính là size lớn hơn không thì chúng ta mới xử lý cái gì. Bây giờ chúng ta coi nha, chúng ta sẽ có cái hàm này với là cái nội dung chính chúng ta cần phải học này. Chúng ta sẽ có echo ra đây hoặc là vadam ra đi, vadam một cái hàm là move upload file, move gạch dưới upload file, move của cái $file
element là tmp gạch dưới name. Tmp gạch dưới name tức là cái nơi di chuyển cái file này từ cái chỗ là nó lưu tạm sang cái chỗ mà chúng ta muốn đặt ở trong project của mình. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta có một thêm một cái tham số thứ hai là tham số chỗ đặt và tên file mới. Được chưa? Thì ê, các bạn nếu mà không viết cái gì thì tự động nó sẽ trỏ trong cái thư mục ngang cấp với cái file upload file là cả cái file đang xử lý của chúng ta. Được chưa? Thì chúng ta để lưu là $file mở ngoặc thuộc tính là name và chúng ta chấm phẩy ở cuối này. Nếu mà cái hàm move upload file này nó trả về true tương đương với việc là chúng ta lưu file này thành công, còn nếu mà nó trả về false tức là chúng ta lưu file thất bại. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta xem nó có lên không nhá. Không ra gì luôn mà. Không lên. Hàm này trả ra fail rồi. True à? Của các bạn đều trả true. À, thế tôi biết vì sao tôi có lỗi rồi. Đây cũng là một cái lưu ý cho các bạn khi sau này các bạn lên server này. Làm việc với server các bạn phải biết được cái thứ nó gọi là phân quyền. Bởi vì cái file này tôi tự tạo ra cho nên là cái máy này nó không phân quyền cho tôi được tạo ra viết file mới trong này. Cho nên tôi phải phân quyền cho nó. Thì chúng ta mở cái ở trên Linux thì nó gọi là terminal. Thì tôi có cái item. Tôi trỏ con trỏ vào trong cái thư mục lesson 17 của tôi. PHP 1706 của tôi. Trỏ vào đây CD vào. Bên Windows cũng CD được mà. Được chưa? Bây giờ tôi phân quyền thì các bạn nhớ cho tôi cái câu lệnh đó là cái sudo. Sudo là ship super user do. Được chưa? Thì nó sẽ cấp quyền này cho người dùng cho cái administrator, tức là cái người dùng tối cao của cái hệ thống này. Sudo này chmod -r cách quyền là 777 hoặc là 755 tùy. Cách L17 tab một cái. Nó sẽ bắt tôi nhập password. Thì password của máy của tôi gõ vào đây. Xong. Bây giờ tôi đã có quyền viết file lên đây. Bây giờ các bạn xem nhá. Reload lại. Vẫn xịt. Để tôi upload lại cái file nhá. Chẳng nhẽ mình up xịt. Up thẳng file MP3 đi. Chu chưa? Được chưa? Bây giờ file MP3 đã có. Được chưa nhỉ? Đấy là câu lệnh phân quyền ở trên Linux. Mà server của các bạn thì hầu hết là server Linux chứ chẳng ai dùng server Windows để code PHP. Được chưa? Lưu ý cái câu lệnh này. Có rất là nhiều lệnh phân quyền khác nhưng câu lệnh này là lệnh dễ nhất. Được chưa? Phân quyền cho cái thư mục nào đấy được phép ghi file. Được chưa? Bây giờ tôi up lên một cái ảnh này. Back lại. Reload. Up lên đây một cái ảnh PNG. True. Giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái ảnh ở trên này. Thấy không? Được chưa? Cái ảnh lên này. Bây giờ chúng ta sử dụng cái ảnh này như nào? Chúng ta sẽ có một cái biến là file name bằng luôn cái file này. Bằng luôn cái file của cái name này. Và chúng ta sẽ viết vào đây là file name. Đây là file name. Nó không khác gì nhau đâu mà. Nhưng mà được cái là chúng ta có thể sử dụng được ra phía ngoài. Thì chúng ta có thể là echo ra đây một cái element là thẻ img có thuộc tính src. src của nó sẽ bằng $filename. Tôi set width cho nó. Width bằng 150 pixel. Đó, bây giờ các bạn coi nhá. Đáp lên cái nào tôi nhìn được cái đấy luôn. Back lại. Desktop. Doãn Chí Bình. Được chưa? Thấy được ảnh đúng không? Ảnh này các bạn xem cái URL của nó là cái gì? src bằng Doãn Chí Bình.jpg. Tức là nó trỏ đến cái file Doãn Chí Bình ở cùng cái thư mục này. Được chưa? Đó, đây Doãn Chí Bình đấy. Được chưa nhỉ? Nhưng mà chưa xong. Các bạn test đi xem có lên không? Có lên không? Test đi.
bạn xem có lên không, có lên không, được chưa? Thế bây giờ xem này, để ý này, bây giờ tôi sẽ kiếm một cái ảnh khác, ảnh ngoài desktop đi. Tôi sẽ có rất là nhiều cây cỏ ở đây, đây cây kê đúng không, hoặc là cây sầu riêng này, vải thiều đi. Tôi đắp ticket cái ảnh này lên đã. Ảnh Doãn Chí Bình là JPG đúng không? Rồi, chúng ta sẽ đổi tên nó. Đây là Doãn Chí Bình .jpg. Rồi ok, cứ JPG này đi. Không thì tôi lấy tôi có sẵn một cái gì kia. Đây nhá, tôi có cái Doãn Chí Bình này là cái cây cà phê đúng không? Tên ảnh giống hệt tên ảnh cũ này, được chưa? Rồi các bạn coi nhá, back lại reload này. Đây tôi sẽ vào phần image Doãn Chí Bình .jpg là cây cà phê này, open ra này, submit, được chưa? Bây giờ tôi có mấy, đố các bạn biết tôi có mấy file Doãn Chí Bình .jpg ở trên server? Hai đúng không? Mấy? Sao? Thế vậy là vấn đề gì? Khi các bạn dùng PHP hoặc dùng bất kỳ cái ngôn ngữ nào phía server, các bạn upload một cái file lên và lưu xuống. Ví dụ như chúng ta copy hai cái ảnh có cùng tên lưu vào trong một cái thư mục ấy, nó sẽ hỏi chúng ta là một là chọn replace, hai là chọn là cứ lưu, nhưng mà một file nó sẽ có thêm một dấu ngoặc là số 2 đúng không? Một file, một cách nữa là nó sẽ là không chấp nhận cái file mới đúng không? Ba phương án đấy ở bên Windows. Nhưng mà kể cả bây giờ các bạn dùng PHP, các bạn khi mà upload hai cái file cùng nhau, cùng tên nhá, nó khác nội dung thôi, cùng tên lên thì mặc định nó chọn phương án thứ nhất là nó xóa file cũ đi, nó đẩy file mới vào. Đây là hai file có cùng tên thì nó sẽ chỉ giữ lại một file. Được chưa? Thế vậy thì là làm sao? Chúng ta sẽ bị mất cái tài nguyên cũ và nó upload lên đây tài nguyên mới. Được chưa? Thế cho nên khi mà chúng ta xử lý cái việc upload file thì chúng ta phải bắt buộc có cái cơ chế nào đấy để giúp chúng ta tạo ra những cái tên nó không bao giờ bị trùng nhau cho các cái file các bạn up lên. Được chưa? Chứ nếu không là nó sẽ xóa bay cái ảnh cũ đi, chết dở. Sau này các bạn thấy nó sẽ rất là dở khi mà upload kiểu vậy. Bởi vì có hai cái sản phẩm, một cái là bán tã trẻ em, một cái là bán dép chẳng hạn, đúng không? Hai cái nó chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng mà chẳng may người ta up lên nó là cái hai cái ảnh nó cũng cùng tên thôi, đúng không? Tự nhiên thằng dép này up trước, thằng tã này up sau, đặt thằng cả hai thằng đặt tên là 1.jpg. Người dùng rất hay đặt kiểu đấy, đúng không? Thằng bán dép up một cái ảnh tên là 1.jpg lên hình cái dép. Thằng bắn tã cũng up lên một cái ảnh tên là 1.jpg hình cái tã. Xong tự nhiên hai thằng này, thằng tã này up sau. Sau này người ta vào mua cái dép lại thế hình cái tã. Không được. Đúng không? Xong rồi sau đấy thằng bắn dép này thấy hình ảnh không đúng. Up ngược lại. Nhưng mà tự nhiên họ lại up hình cái dép, tên file vẫn là 1.jpg lên trên server. Bây giờ lại đè lên trên lần nữa, thế thằng bán tã này lại chuyển sang là bán dép, thế là chết đúng không? Làm thế cực kỳ nguy hiểm. Chưa tính là có một thằng dở hơi nào đấy, nó ngồi nó xóa một cái file nào đấy ở trên server đi, file đấy lại cùng tên là file 1.jpg. Bây giờ là tự nhiên cả hai thằng không có sẵn, đúng không? Thế là há mồm ngay. Bây giờ chúng ta phải có cơ chế để làm sao upload file lên không bao giờ bị trùng nhau. Thì giới thiệu với các bạn, chúng ta có một cái hàm là unique ID. Là hàm này nó sẽ dựa vào thời gian để nó sinh ra một cái chuỗi, nó sẽ không bao giờ bị trùng. Chúng ta có unique ID cộng với một dấu chấm, đây là phép nối hai chuỗi vào nhau, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái dấu string vào đây là dấu trừ ở ngang và cộng thêm cái chuỗi là cái file nguyên bản, tên file nguyên bản lên trên. Được chưa? Thì như vậy chúng ta sẽ sinh ra một cái chuỗi không bao giờ bị trùng nhau. Được chưa? Thêm cái đoạn này vào cho tôi. Đây là cách dễ nhất quả đất luôn. Giờ test nhá. Được chưa? Test này. Tôi back lại, tôi up lại cái ảnh Doãn Chí Bình. Thì là anh này là anh Doãn Chí Bình thật.
desktop Doãn Chí Bình. Up lên. Được chưa? Bây giờ chúng ta xem nó có bị trùng nữa không nhá. Nhìn thấy không? 599 cái gì gì đấy, Doãn Chí Bình. Được chưa? Bây giờ tôi up lên một cái ảnh, tôi up luôn cái ảnh cũ lên. Chính là anh Doãn Chí Bình thật này nữa lên. Lại up. Lại chọn anh ý. Lại đẩy lên. Được chưa? Bây giờ chúng ta nó sẽ sinh ra hai cái file cùng tên, à khác tên, cùng một nội dung. Nhưng mà nó sẽ không đè lên nhau. Được chưa? Đây là cách chúng ta xử lý cái việc upload file. Và quan trọng hơn cái hàm giúp chúng ta lưu trữ cái file á, nó chính là cái hàm move upload file vào đâu đấy. Được chưa? Nhưng mà sau này đừng có nghịch ngu viết này nhá. Sau này khi mà lưu trên server ấy, phải tạo ra một cái thư mục tên là upload chẳng hạn. Được chưa? Sau đó file name này nó sẽ bằng là thư mục upload sược cộng với cái unique này. Để lưu trữ nó vào trong cái thư mục upload để tổ chức file như sau. Chứ các bạn cứ up cái kiểu lộ thiên như này này, thì sau này số lượng file người dùng vào, người ta up lên sẽ cực kỳ nhiều, thậm chí là 100.000 cái ảnh. Thì đến lúc đấy chúng ta không biết cái file nào là file chứa code của chúng ta đâu. Được chưa? Lưu ý. Thì khi chúng ta thêm như này, tự động nó sẽ đẩy vào trong cái thư mục upload này. Đặt cái tag này giống tên cái tên của cái thư mục mà chứa ảnh của các bạn là được. Test cái nữa. Ồ, lỗi rồi. Đây nó báo fail đúng không? Tức là tôi chưa phân quyền file cái thư mục kia. Sao lại upload? Upload có SC nhỉ? Không sai đâu. Được rồi, lên rồi. Tôi phân quyền lại cho nó. Đây, upload này. Được chưa? Đó, đấy là cái hàm đầu tiên, hàm move upload file. Để biết được file của chúng ta có xử lý thành công hay không thì chúng ta có thể là va đập. Hoặc là if cái này. Chúng ta if tiếp. If move cái này bằng true thì chúng ta không phải viết thêm gì đâu. Nếu mà bằng true thì chúng ta mới tiến hành là echo cái ảnh ra ngoài. Để đảm bảo cái ảnh của chúng ta nó sẽ có. Thế nhưng nhỏ, đây là hàm đầu tiên. Hàm echo. À, quên nhầm cái hàm move upload file. Xong chưa? Còn bạn nào thắc mắc gì không? Lưu file trên server. Ngoài ra chúng ta còn có rất là nhiều những cái xử lý khác, những cái biến và những cái constant khác. Ví dụ chúng ta tạo ra một cái file mới ở đây tên là build in gạch ngang constant chấm php code php đấy. Chúng ta có thể là echo ra cái gạch file gạch chấm phẩy như này xem nó là cái gì nhá. Echo ra cái file gạch dưới, hai cái gạch dưới file gạch hai gạch dưới nữa. Đây là constant, đây gọi là magic constant. Những cái hằng số nhiễm màu, nếu mà dịch thành tiếng Việt. Để cho xem nó là cái gì nhá. Rename cái này, tôi copy ra kia cho nhanh. Magic constant. Chúng ta sẽ có là ở đây là chuyển sang là magic constant. Thấy không? Nó ra cái gì? Trả ra đúng cái đường dẫn đến cái file chúng ta đang xử lý. Đúng không? Thấy chưa? Thì để biết được hết ấy, chúng ta search, nên search cho tôi cũng không nhớ hết. PHP magic constant. Nó trả ra rất là nhiều. Đó. Đây. Nó ra chúng ta rất là nhiều. Dear file function. Đủ các thứ các kiểu. Đây. Line này. Là lấy được do số dòng này. File này. Ra cái số, cái đường dẫn đến cái file đang xử lý hiện tại. Dear này. Ra cái
thư mục chứa cái file hiện tại, function lấy ra tên của function hiện tại, class lấy ra tên class đang được xử lý, trail cái này cũng chẳng biết là cái gì, method lấy ra tên cái method đang xử lý, namespace lấy ra namespace hiện tại, class name 2.class lấy ra tên class đang được xử lý. Đấy chưa? Đây là những cái magic constant của chúng ta. Nhớ cái từ khóa sau này mà nếu mà cần thì dùng. Được chưa? Được chưa nhỉ? Đó là những cái magic constant. Các bạn về tự tìm hiểu thêm nhá, tôi chỉ được đến thế thôi. Dùng thì cứ echo ra hoặc là sử dụng code PHP thôi. Được chưa? Rồi. Có ai thắc mắc gì nữa không? Cho 5 phút suy nghĩ. Để cuốn lên. Trong này rất là nhiều file ảnh, nó đẩy hơi lâu một tí, các bạn chờ một chút. Sau chúng ta chuyển sang file. Tưởng thế nào
Rồi, tiếp theo này. Các bạn bật thằng Sam lên đi. Bật thằng Sam lên. Bật cho tôi cái MySQL lên. Ai dùng cái gì? Sao? Hay là cái này có PPMP đâu? Có. Thì chưa bật MySQL lên chưa? Đây chúng ta vào theo đường dẫn là localhost vào bằng trình duyệt đấy. Localhost 2. Số cổng này. Cổng của cái PP là bao nhiêu thì các bạn biết vào PHP MyAdmin. Đây sẽ là nơi để giúp chúng ta tương tác với cơ sở dữ liệu có sẵn ở trong SAM, nó tự cài sẵn rồi. Ngoài ra các bạn có thể cài thêm cho mình cái phần mềm là Navigate. Navigate ở bên Windows thì để mình tiến hành mình gửi cho các bạn cái đường dẫn để cài cái Navigate và nó có crack luôn ở trong đó. Ví dụ để mình xem nào, facebook.com này. Để vào mình gửi cho các bạn cái về nhà hãng cài nhá. Còn hiện tại chúng ta tạm thời dùng PPMadmin. Lầu thê. Mạng chậm quá. Để mình copy cho các bạn cái link để chúng ta tải cái file kia về. Các bạn tìm cho mình cái phần mềm Navigate. Mạng chậm quá. Không đỡ được. Vào PPMadmin cho. Rồi. Có nhìn thấy trong đấy một dãy những cái ở bên này ấy, nó có một dãy các cái cơ sở dữ liệu không? Và ở trên này có một cái dấu cộng một chữ name đúng không? Đúng nhá. Bây giờ mình giới thiệu qua này. Bây giờ bắt đầu thì bây giờ chúng ta sẽ gần như không động đến PP nữa cho đến khi chúng ta kết thúc cái module thứ ba này là cái module về cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta sẽ học về cơ sở dữ liệu và cụ thể là cái cơ sở dữ liệu là MySQL trong khoảng vài buổi gì đấy. Thì chúng ta sẽ đến với khái niệm đầu tiên là khái niệm cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu là cái gì? Thì theo các bạn nghĩ thử xem cái và những các bạn ở trường đã học cơ sở dữ liệu chưa? Học rồi đi. Những bạn nào ở đây đến năm 3 rồi? Học đến năm 3 rồi. 1 2 3 4 5 4 cũng tính. Nhiều phết đúng không? Thế cơ sở dữ liệu là cái gì? Cơ sở dữ liệu là để lưu trữ dữ liệu. Quan trọng nó là cái gì cơ mà? Quan trọng nó là cái gì? Còn ai chẳng biết tác dụng của nó là dùng để lưu trữ dữ liệu. Đừng sớt con cua không tìm đâu. Theo các bạn hiểu cơ sở dữ liệu là cái gì? Thằng Vượng học đến năm 3 chưa? Anh em ra trường rồi. Thì cơ sở dữ liệu là cái gì? Lập trình dữ liệu. Ủa vậy? Nghe lập trình thì chuối ạ. Văn cái gì? Lập trình dữ liệu. Nào còn ai biết nào? Yến. Yến xôi cũng thế thôi á. Cơ sở dữ liệu á, thứ nhất nó là một cái phần mềm, nó là một cái phần
mềm giúp chúng ta lưu trữ lại data. Được chưa? Nó là một cái phần mềm giúp chúng ta lưu trữ dữ liệu. Được chưa? Phần mềm này có thể là cái gì? Ví dụ chúng ta có một cái file TNT. Nó có phải là file không? File nhưng mà nó phải là phần mềm chứ nó không thể nào là phần cứng được, đúng không? File nhưng mà một phần mềm chúng ta quản lý nó cũng là sử dụng phần mềm ở trong trên Windows, ở trên Linux, đúng không? Nó là phần mềm, đúng không? Và trong này nó có thể giúp chúng ta lưu trữ những cái text, những cái số, các thứ kiểu, đúng không? JSON, có nghe không? Có file đuôi là JSON, đúng không? Nó cũng có thể giữ lưu trữ dữ liệu được. Thậm chí là file HTML cũng có thể là cơ sở dữ liệu được. Được chưa? Nhưng cái này nó có thể giúp chúng ta lưu dữ liệu. Ngày xưa các bạn học ấy, có bao giờ phải học cái môn nào, ví dụ như C, xếp các thứ kiểu là phải thực hiện code một cái ứng dụng nhỏ nhỏ nào đấy mà lưu trữ thông tin dựa trên file TXT không? Không á. Tôi không quan tâm đây là ứng dụng gì. Như bọn tôi ngày xưa ấy, cái hồi học C ấy, là phải lưu dữ liệu kiểu như này này. Chạy trên command line CMD ấy, đầu tiên là command line lên CC. Nó bắt đầu hiển thị đây là một là danh sách sinh viên chẳng hạn, hai là thêm mới, ba là sửa, bốn là xóa gì đấy, năm là đóng. Cái màn hình command line CC như là hiển thị được bằng này thôi. Nếu mà bấm vào một tiếp theo này, sau thì nó sẽ hiển thị năm cái danh sách ở đây, là ví dụ trên đầu là ID này, name này, rồi cái gì đấy nữa, tất nhiên là không có ảnh hiển thị trên command line, được chưa? Sau có ID là một, cái gì đấy, hai tên là B, ba tên là C, bốn tên là D, cái gì đấy, được chưa? Sau này ở dưới cùng này sẽ có lựa chọn là chọn một thì là thêm mới, chọn hai là sửa, chọn ba là xóa, chọn tiếp, chọn bốn là quay trở lại. Đó, thì cái mớ dữ liệu viết ở trong này là bọn tôi phải mỗi khi load cái hiển thị cái danh sách của ta này, là phải lấy dữ liệu từ một cái file TXT, đấy gọi là từ một cái hay đặt là data.txt. Data.txt thì nó có cái kiểu là kiểu lưu dữ liệu như nào, thì đường một này gạch đứng hiện TH, gạch đứng tuổi là 23 chẳng hạn, gạch đứng quê ở Nam Định đó. Sau ngày hai gạch đứng cái gì, Nguyễn Văn A, gạch đứng tuổi 20, gạch đứng quê ở Hà Nội, ví dụ thế. Và bọn tôi sẽ tiến hành là phân tách, đọc từng dòng một. Đầu tiên đọc từng dòng một, sau đó là tách hết những cái dấu cách hay là cái dấu sự đứng ra trở thành tương đương các cái cột dữ liệu. Cứ biết là cái cột đầu tiên này là ID, cột thứ hai là name, cột thứ ba là tuổi, cột thứ tư là quê quán. Và tất cả các cái đối tượng chúng tôi nó đều trong như này. Nó đều có một cấu trúc rồi. Đấy chưa? Đấy là cái hình thức đầu tiên của cơ sở dữ liệu. Nó là như thế này. Sau này chúng ví dụ thêm tên, chúng tôi lại bắt người ta nhập có đủ bằng mấy cột hướng thôi. Đầu tiên là nhập ID này, xong rồi nhập tên, nhập tuổi, nhập quê quán. Ví dụ thế, xong rồi chúng tôi lại bắt đầu là viết thêm mới vào trong này một cái dòng nữa, có ID bằng cái số người ta nhập vào, tên bằng cái chữ người ta nhập vào, tuổi bằng cái số người ta nhập vào, quê quán bằng cái text người ta nhập vào. Mỗi thằng cách nhỏ một dấu sự. Thì cái đấy nó là cái hình thức đầu tiên của cơ sở dữ liệu. Và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái file TXT hoặc file JSON để giúp chúng tôi có thể lưu trữ được cái dữ liệu như thế này và hiển thị nó trên màn hình command line. Đấy là cái nhớ, đấy là cái hình thức đầu tiên. Bởi vì ngày hôm sau chúng tôi lại tiến hành là chạy cái phần mềm này nữa, thì nó lại hiển thị những cái dữ liệu đã có đã được cập nhật ở trong file TXT này ngày hôm trước. Được chưa? Nhưng mà khi mà chúng ta tương tác với cái cơ sở dữ liệu cả kiểu dạng thô sơ thô thiển thế này thì nó rất là khổ. Bởi vì nếu trong trường hợp biết làm nào để logic kiểu gì để thêm mới một cái hoặc sửa một cái, logic thêm ấy của chuối tuần nó đọc hết tất cả các dòng ra, nó phân tích hết tất cả cái bản ghi ở đây ra, xong rồi sau đó nó kiểm tra xem là ở trong cái mạng của chúng tôi nó có cái số 1, số 2 này không, để kiểm tra xem là cái ID người ta nhập vào có bị trùng hay không, tên người ta nhập vào có bị trùng hay không.
chưa? Xong rồi chúng tôi lại tiến hành thêm với một cái bản ghi ở trong cái mảng kia, cái mảng nó chứa toàn bộ thông tin trong này. Xong rồi bắt đầu là viết ngược lại vào trong cái file TXT, đầu tiên là xóa trắng đi, để khi mà lưu lại là xóa trắng đi, xong bắt đầu là viết ngược lại toàn bộ thông tin của cái mảng của chúng tôi có vào trong này, thì là như vậy là mọi người sẽ có update. Xong rồi làm cập nhật cái củ chuối, người ta nhập khi mà bắt đầu là vào sửa này, thì bắt người ta nhập một cái ID nào đấy ở trong cái bản ghi này. Sau đó thì là nếu mà cái ID có tồn tại trong cái mạng này, trong cái mạng mà chúng tôi lấy ra bằng cơ sở là thành cơ sở dữ liệu, thì nếu mà có thì chúng tôi mới cho người ta là thêm tên và sửa tên này, rồi thì sửa tuổi, sửa quê quán. Sau bắt đầu là lại cập nhật ngược vào trong cái mạng chứa dữ liệu của chúng tôi, xong bắt đầu là đồng ý phát là lại lưu lại, là lại xóa trắng cái file này đi, và bắt đầu lưu lại trong cái file. Thì làm việc nó rất là khổ và rất là tốn công. Và tôi nghĩ là ngày xưa khi mà người ta bắt đầu làm việc với cơ sở dữ liệu ấy, thì người ta cũng làm được kiểu đấy, rất là khổ. Tuy nhiên sau này thì người ta phát triển lên những cái phần mềm khác, phát triển lên những cái phần mềm khác để giúp người lập trình có thể quản trị và lưu trữ những cái dữ liệu kiểu như thế này, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Và người ta sẽ tương tác với những cái cơ sở dữ liệu này không phải là bằng code nữa, không phải là bằng cái kiểu là lôi hết ra ngoài xong bắt đầu là kiểm tra trong cái mạng đấy, xong bắt đầu xóa hết cái nội dung cũ đi, viết mới lại, không phải thế nữa. Mà người ta sẽ chuyển sang cho phép lập trình viên thực hiện những cái câu lệnh, những câu lệnh với cái phần mềm cơ sở dữ liệu, để giúp cái phần mềm này nó hiểu người ta định làm cái gì, và nó tương tác với những cái dữ liệu mà nó chứa ở trong cái quản lý bên trong. Được chưa? Thì đấy là cái lệnh này người ta gọi là query. Được chưa? Hay còn gọi là SQL. Và cái cơ sở dữ liệu thì gọi tiếng Anh thì nó gọi là SQL hoặc là database. Được chưa? Thực ra làm việc với bất động ấy, nó đơn giản lắm. Tất cả dữ liệu của chúng ta nó lưu ở một chỗ. Ngay chúng ta có rất là nhiều người dùng đúng không? Người dùng A hôm trước thay đổi cái gì ở trên server thì nó lưu lại ở trong cơ sở dữ liệu này. Sau đó ngày hôm sau người khác truy cập vào thì nó lấy toàn bộ nội dung ở trong cái cơ sở dữ liệu này ra hiển thị cho người ta. Được chưa? Sau đó cái người ngày hôm sau nữa, nếu có sự thay đổi gì nữa nó lại cái ngày thứ hai, cái người đang nhìn thấy cái sự thay đổi trong cơ sở dữ liệu này rồi, người ta hoàn toàn có thể tương tác thêm với cơ sở dữ liệu này để cho cơ sở dữ liệu này được thay đổi cập nhật mới. Ngày hôm sau nữa có người mới vào thì nó lại lấy ra cái dữ liệu đã được cập nhật mới nhất ở trong cơ sở dữ liệu ra ngoài hiển thị. Thì đấy là cái logic của bắt đầu. Có mỗi vậy thôi. Được chưa? Và MySQL của chúng ta nó là một trong những cái phần mềm để giúp chúng ta quản lý cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn và gần như là dễ nhất. Thì chúng ta có rất là nhiều phần mềm kiểu dài như này. Hiện tại trên thế giới nó có phải vài chục loại phần mềm giúp chúng ta quản lý cơ sở dữ liệu. Nổi tiếng nhất nó là MySQL, tính là gì rồi? MySQL. Đó, thêm nữa là SQL Server, Oracle, PostgreSQL, SQL. Rồi thì là MySQL Lite, SQL Lite. Rồi thì là MongoDB. Rồi thì DynamoDB. DynamoDB. Rồi thì là các bạn nghe cũng từ Firebase rồi. Firebase. Đó, cực kỳ nhiều, còn rất nhiều. Nó giúp chúng ta có thể quản lý cái cơ sở dữ liệu là dễ dàng hơn. Được chưa? Thì nói qua một chút xem những cái thằng này thuộc về ai sở hữu nhá. Thằng này thuộc về ai sở hữu? Không biết đúng không? Thằng này thuộc về thằng này sở hữu. Oracle và MySQL thuộc về tập đoàn Oracle sở hữu. SQL Server thuộc về Microsoft. Mở đấy. Postgres, thằng này thuộc về ai? Sớt thử ra nào. Thuộc về ai? Postgres thuộc về ai?
chỉnh sửa cho nó. Tôi cũng biết thằng này bên nào xử lý. Cao hơn vẫn là cái cơ sở dữ liệu 2GB đấy, tôi import vào thì nó nhanh hơn một tí,
đó là tôi mất cả một buổi sáng, từ 7:30-8 giờ sáng đi vọt vào đến khoảng 2 giờ chiều mà dùng được rồi, thì nó cũng nhanh hơn, kiểu năng nó nhanh hơn. Sau đấy thì có một ông anh nữa, ông ấy làm cùng với tôi trong dự án đấy, kiểu dùng một mạng, tất nhiên là của SSD các thứ, ông import mất 15 phút. Đó, cho nên cái nền tảng ta sử dụng đó, nó liên quan rất là nhiều đến cái hiệu suất làm việc. Ở bên Linux có rộng nhanh hơn Windows, và các cái hệ điều hành Linux vậy, cái hệ hiệu năng nó cũng khác nhau, tất nhiên nó còn có cái khả năng của phần cứng, được chưa? Nhưng mà nói chung là dùng Mac thì nó sử dụng thật nhanh, được chưa? Còn PostScript này thì nó sẽ nhanh hơn so với cả MySQL, nhưng mà nó khó, hơi khó dùng hơn phần trên một chút. Đó, đây là xong bên này, còn SQLite thì dễ rồi, nó là cài ngay trên máy và nó cực kỳ nhẹ, phù hợp với những cái ứng dụng kiểu dạng mà bên mobile, có những ứng dụng quản lý nhỏ nhỏ thì hợp lý. Tiếp theo là về bên này, thì người ta gọi bên này là NoSQL, hay còn gọi là cơ sở dữ liệu không có quan hệ. Thì những cái thằng này này, nó lưu trữ không theo kiểu cấu trúc. Những cái thằng bên này, những cái thằng ở bên mà tôi vừa xóa đi á, thì nó sẽ là hoạt động trên cơ chế là table. Thì trong table sẽ có các cái column, và các trong mỗi cái bảng thì nó sẽ có các cái record, tức là các cái bảng ghi nằm ở trong đấy, ra theo dạng bảng cũng kiểu như này thôi. Đó, còn thằng bên này này thì nó không có bảng, cái này là có là thể là table hoặc scheme. Đó, còn cái thằng bên này nó không có bảng, nó hoạt động theo kiểu cơ chế là collation, nó là kiểu dạng một mảng, trong mảng chứa các đối tượng và di sản như này. Thì thằng này á, tốc độ nó cũng nhanh, nhưng mà nó không thể nào tạo được cái quan hệ kiểu là foreign key, các bạn nghe rồi đúng không? Nó không có cái foreign key, cho nên là người ta gọi nó là cái cơ sở dữ liệu không có quan hệ ở trong mảng. Được chưa? Thì chúng ta sẽ không học thằng này, chúng ta sẽ học về tập trung về MySQL để xử lý nó. Đó là giới thiệu tổng quan qua về các cái loại cơ sở dữ liệu chúng ta có thể dùng. Thì mỗi thằng sẽ có một cái đặc điểm khác nhau, một cái đặc thù khác nhau. Thì sau này khi mà chúng ta làm việc ấy, thì tùy vào cái độ lớn, độ phức tạp của cái dự án thì chúng ta sẽ lựa chọn một loại cơ sở dữ liệu nào đó phù hợp. Tất nhiên là vừa phù hợp về chi phí, vừa phù hợp về hiệu năng để làm việc. Chứ không nhất thiết là cứ phải dùng MongoDB hoặc cứ phải dùng Oracle SQL Server. Hệ thống con nên mà dùng SQL Server chẳng phí là chết bố. Chưa? Thì cái cấu trúc chung ở trong MySQL chúng ta sẽ có cấu trúc phân tầng nó như sau. Cái thằng to nhất ấy, là thằng server. Thằng to nhất là thằng server. Thằng server ấy, nó chính là một cái máy chủ chứa cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Được chưa? Trong một con server sẽ có rất là nhiều, có thể là chứa rất là nhiều cái DB database, DB1, DB2, DB3, DB4. Rất là nhiều. Được chưa? Trong máy của chúng ta hiện tại đang là một con server. Được chưa? Trong đấy chúng ta có thể tạo ra rất là nhiều các cơ sở dữ liệu. Tất nhiên đến cái tầng cơ sở dữ liệu thì nó sẽ nhỏ hơn server, và trong cơ sở dữ liệu này nó sẽ chứa rất là nhiều table. Trong một table thì chúng ta sẽ có các cột và có các hàng. Trong một cái bảng nó sẽ có rất là nhiều cột, được chưa? Rất là nhiều cột nó chia thành như này. Cái cột này người ta hay gọi là attribute hoặc là property. Còn các cái hàng này, mỗi cái hàng tương đương với một cái đối tượng nằm trong cái bảng này, thì người ta gọi cái hàng này, người ta gọi là record. Thế nên đây là cái đơn vị nhỏ nhất ở trong cái cấu trúc phân tầng của cái cơ sở dữ liệu. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta mở cái MySQL ra, thì chúng ta bấm cái nút new, đi. Sau đó nó sẽ ra một cái bảng trông như này, đúng không? Đây là tên database này. Bên này nó có một cái collation, đúng không? Đúng không? Và nó sẽ có một cái ô select box, chúng ta select ở đây. Được chưa?
Và tôi hướng dẫn chúng ta tạo cơ sở dữ liệu đầu tiên này. Đầu tiên chúng ta viết tên của cơ sở dữ liệu ra ở đây. Tất nhiên chúng ta không được chứa dấu cách, không chứa dấu cách, không chứa ký tự đặc biệt ngoài dấu gạch dưới. Được chưa? Chúng ta đặt tên cho đôi cơ sở dữ liệu của chúng ta là PHP gạch dưới 1706. Bên collation thì chúng ta bấm vào đấy, chúng ta kéo xuống dưới để chọn cho tôi một trong những cái thằng như sau. Collation này chúng ta sẽ chọn một thằng là Unicode UTF-8 Unicode CI hoặc UTF-8 General CI hoặc là Việt Nam Mỹ CI, nhưng mà tốt nhất là không nên dùng thằng Việt Nam Mỹ CI. Dùng hai thằng này thì chúng ta có thể lưu trữ được cái ký tự có dấu tiếng Việt ở trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta. Đó, chọn đi. Không chứa dấu gạch ngang thì mặc định dưới, xóa đấy đi. Không biết xóa đâu. Đó. Operation. Nếu mà các bạn sử dụng phần mềm Navicate ấy, thì các bạn làm nó như thế này này. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tạo connection. Tạo connection ra và chọn connection này liên kết đến cơ sở dữ liệu là MySQL. Được chưa? Sau đó chúng ta đặt tên cho nó. Có thể đặt là localhost hoặc là đặt cái gì gì đấy chẳng hạn. Tùy. Như tôi đặt là localhost. Tiếp theo là hostname IP. Thì chúng ta có thể để luôn là localhost hoặc là 127.0.0.1 port 3306 kệ nó, được chưa? Tiếp theo là username. Nếu mà chúng ta sử dụng SAM nhá, lưu ý này, nếu mà chúng ta sử dụng SAM thì username của chúng ta nó mặc định là root, còn password mặc định là để trống, được chưa? Nhưng ở bên Mac của tôi không sử dụng SAM, cho nên là tôi sử dụng cái, tôi cài thẳng cái phần mềm MySQL vào trong máy, tôi đặt cái password của nó khác. Rồi, chúng ta có thể test connection. Connection success đúng không? Tức là kết nối được đến cái cơ sở dữ liệu có trong máy tôi, được chưa? OK và chúng ta OK tiếp. Các bạn nhìn thấy cái localhost đều. Trong này tôi có rất là nhiều cái cơ sở dữ liệu. Bây giờ tôi tạo ra một cái mới. Thì chọn vào đây, chuột phải vào này. Sau đó chọn là new, đâu nhỉ? New database. Nếu các bạn dùng Navicate thì nó, các bạn cũng sẽ làm như này. New database này. Sau đó đặt tên cho database. Ví dụ PHP gạch dưới 1706. Tiếp theo là chọn default charset thì chúng ta chọn là UTF-8. Sau đó chọn default collation là UTF-8 General CI hoặc UTF-8 Unicode CI. Chọn một trong hai thằng. Như tôi hay dùng thằng Unicode. Đâu nhỉ? Unicode CI. OK. Đã xuất hiện ở đây. Được chưa? Xong chưa? Sau đó các bạn sẽ, tôi vẽ tiếp các cái hình để chúng ta hình dung ra này.
Tiếp theo chúng ta sẽ tạo đến cái tầng chúng ta vừa tạo ra, cái tầng thứ hai là tầng cơ sở dữ liệu đúng không? Và chúng ta đến cái tầng thứ ba là tạo ra cái bảng table. Thì khi mà các bạn tạo ra cơ sở dữ liệu nó có ngay một cái phần là table name đúng không? Và bên này là cái số ô column. Nó có cái mũi tên lên, mũi tên xuống như này đúng không? Thì chúng ta viết tên bảng ở đây được không? Ví dụ bảng của chúng ta là bảng student. Và số bên này là số cột này. Bây giờ số cột sẽ có trong bảng, cứ để là khoảng 10 cột đi. Cứ chọn này xong rồi bấm go thì bạn. Số cột các bạn biết nhiều nhiều đấy. Mười một hai cột thì. Bởi vì các bạn không điền hết thì nó cũng không xin được vào cái cột đó. Đúng chưa? Đây bảng này được rồi đấy, cái này. Được chưa? Rồi ra một cái danh sách. Thì ở trong cái danh sách này tôi sẽ nốt, tôi sẽ cho các bạn xem nó làm cái gì nhá. Đây là danh sách đầu tiên là cái gì nhỉ? Tên cột đúng không? Đây là tên cột này. Cái thứ hai là kiểu dữ liệu này. Cái thứ ba là cái gì gì nhỉ? Yeah. Giá trị. Đâu? Yeah. Số lượng nhỉ? Độ dài. Yeah. Độ dài. Được chưa? Tôi giải thích ba phần này trước nhé, xong đến những cái phần quan trọng phía sau sau. Đầu tiên là tên cột này, thì đây nó là tên của ví dụ cái bảng chúng ta như này đúng chưa? Thì ví dụ như mô tả của thằng sinh viên thì nó có tên này, à, có mã số sinh viên này, có tên này, có tuổi này, có địa chỉ này, đúng không? Có quê quán này, đúng không? Thì chúng ta sẽ có các cái cột tương ứng như sau. Đây là mã số sinh viên, đây là tên, đây là tuổi, đây là quê, đúng không? Rồi còn cái gì nữa? Ngày sinh. Được chưa? Đây là các cái cột ở trong một bảng, nó tương đương với những cái thuộc tính của một đối tượng. Nó là thuộc tính của một cái ví dụ của một thằng sinh viên, được chưa? Thì chúng ta sẽ có những cái bảng đi, mỗi một thằng sinh viên tương đương với một cái hàng này. Chúng ta có bao nhiêu thằng sinh viên tương đương với bảng đấy hàng, được chưa? Và mỗi cái này là một cái đối tượng, một cái đối tượng của chúng ta, hay chúng ta có thể gọi là một cái record, một cái bảng ghi ở trong cái bảng này, được chưa? Thì bây giờ cái việc mà chúng ta ra những cái chỗ như này này, nó chính là chúng ta thiết kế ra cái mớ cột ở trên đầu này, được chưa? Thì chúng ta đặt ở đây ví dụ đầu tiên là một mã số sinh viên đúng không? Chúng ta viết MSSV. Kiểu dữ liệu của chúng ta là số 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Chúng ta chọn là kiểu INT. Được chưa? Độ dài chúng ta không cần điền, độ dài của thằng INT chúng ta không cần điền, kệ nó. Tiếp theo là tên đúng không? Chúng ta viết cái ô tiếp theo là tên. Kiểu dữ liệu là VACHA. Độ dài là 255. Độ dài của tên nó tối đa là bao nhiêu chúng ta biết vào đây. Đây là cái độ dài tối đa nhá. Độ dài tối đa của cái ký tự là bao nhiêu chúng ta biết vào đây. Tiếp theo là tuổi đúng không? Chúng ta biết là tuổi. INT tiếp. Quê thì chúng ta có quê bằng VACHA nữa. Độ dài là 255. Ngày sinh. Tôi xóa đoạn này đi nhá. Ngày sinh viết liền vào không có dấu cách đâu. Ngày sinh là để đến vậy thôi. Còn cứ bình tĩnh, trong này không có nợ ba trang, trong máy SQL không có nợ ba trang. Chỉ có ba trang thôi. Các bạn cứ chọn trang này đi, từ từ ok nhá. Từ từ không câu. Cứ thông thả. Chúng ta còn cái cột là index nữa. Chúng ta còn các cái cột sau này. Null, index và A, A ở dưới Y đúng không? Cái thằng này là một cái checkbox này.
một cái select box đúng không? Thằng này là một cái checkbox nữa. Đúng không? Ở mỗi dòng nó sẽ có một cái kiểu như này. Ủa xuống. Chưa? Rồi tôi giải thích tiếp nha, xong 3 cái này chưa? Xong 3 cái này chưa? Để giải thích tiếp này. Chúng ta có cái thằng null này này. Có thấy đúng là null không? Rồi. Null ấy có nghĩa là nếu mà chúng ta tích vào đây này thì cái bảng của chúng ta ấy, đây là các cái cột tương ứng với ID và mã số sinh viên này, tên này, tuổi này, quê quán này, với cái gì nữa nhỉ, ngày sinh này, đúng không? Nếu mà chúng ta tích vào cái ô tương ứng ở cái dòng nào ấy thì cái dữ liệu của cái cột đấy ở các bảng đi nhá, ở cái dữ liệu ở các cái cột tương ứng ở dưới các bảng đi này được phép không điền giá trị bảng khi mà lưu trữ dữ liệu, được chưa? Nó được phép chứa dữ liệu dạng null. Còn nếu mà chúng ta không tích thì khi mà chúng ta thêm mới dữ liệu hay là cập nhật dữ liệu của các bảng ghi ở trong cái bảng ấy thì nó bắt buộc phải điền dữ liệu vào trong cái cột đấy, được chưa nhỉ? Đấy là cái ý nghĩa của cái null kia. Hiểu cái null chưa? Rồi, ok. Tí nữa tôi sẽ demo cho các bạn để các bạn hiểu thêm. Tiếp theo đến cái index này. Chúng ta đi mở index xuống xem có mấy cái. Đầu tiên là primary key này. Primary đúng không? Unique này. Index này. Cái gì nữa? Hả? Full text. Full text thì chẳng được. Thấy chưa? Thì ở trong cái mớ này chúng ta để ý cho tôi hai cái tham số. Hai cái option. Option đầu tiên là cái primary. Và cái tham số thứ hai, cái option thứ hai là cái unique. Được chưa? Hai cái này, cái bên này này nó gọi là những cái khóa. Những cái khóa của chúng ta. Được chưa? Cái prime, nếu mà chúng ta chọn một cái cột nào đấy là primary ấy, thì tương đương với cái cột đấy nó sẽ được đóng vai trò là primary key, là khóa chính ở trong bảng của chúng ta. Được chưa? Mà khóa chính là gì? Khóa chính là gì? Khóa chính là những cái dữ liệu mà chứa ở trong cái cột, tương ứng với cột đây là của mã số sinh viên đúng không? Cái cột này nó sẽ là khóa chính. Thì ví dụ chúng ta trong trường học ấy, trong trường học chúng ta sẽ mỗi người sẽ được cấp một cái mã sinh viên đúng không? Nhá. Và cái mã đấy nó sẽ người ta sẽ dựa vào cái mã đấy để người ta biết các bạn là ai. Và cái mã đấy thứ nhất nó đảm bảo hai yếu tố như sau. Thứ nhất là nó không một cái bảng ghi tồn tại ở trong bảng. Thì cái cột nào được xét là mã là khóa chính, cột đấy không được phép null. Được chưa? Cái đầu tiên là không được phép null. Cái yếu tố thứ hai đó là cái dữ liệu ở trong cái khóa chính ấy không bao giờ được phép trùng nhau. Được chưa? Một là không được phép null, hai là dữ liệu ở trong cái cột khóa chính này không bao giờ được phép trùng nhau. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Bởi vì nếu mà dựa vào cái mã sinh viên thì nó sẽ biết được một cái sinh viên nào đấy. Nếu mà bây giờ chỉ cần hai thằng sinh viên có cùng một mã sinh viên thì biết thằng nào. Ví dụ thằng Dũng với thằng Văn, hai thằng này có cùng mã sinh viên là 0001. Thấy chưa? Bây giờ thằng Văn đi giết người. Người ta nhặt được cái thẻ sinh viên của thằng đấy ở dưới, nó xóa MB, xóa MB ảnh rồi. Chỉ nhìn thấy mỗi mã sinh viên thôi. Thì bây giờ là trông ai bắt ai? Bắt của Dũng. Trông mặt mày ra thôi. Được chưa? Đó. Lưu ý. Đấy là cái thuộc tính là primary. Được chưa? Trong một bảng, lưu ý cho tôi này. Trong một bảng thì chúng ta có thể không có primary. Được chưa? Hoặc có một cột là primary. Hoặc có nhiều cột có thể là primary. Được chưa? Thì nếu mà không có primary thì cái bảng này nó sẽ rất khó để người ta có thể là tiến hành là thêm sửa xóa dữ liệu, bởi vì nó không thể nào xác định được chính xác một cái bảng ghi nào đó, và nó sẽ cho phép người ta tạo ra những cái bảng ghi nó có cùng dữ liệu giống hết nhau, được chưa? Thì là cái điều này là cái điều không nên tạo ra một cái bảng nào đó không có primary key, được chưa? Đây là cái điều lưu ý. Cái thứ hai, nếu mà đẹp nhất thì một cái bảng sẽ có một cột là primary key. Được chưa?
Nếu trong trường hợp bảng của chúng ta mà có nhiều hơn một cột được xét là primary key, lưu ý nhé, chúng ta có thể hoàn toàn xét là cột mã số sinh viên và tên. Hai cột này gộp vào là thành, có nghĩa là cột mã số sinh viên cũng là primary, cột tên cũng là primary, được, hoàn toàn được đấy. Và sau này chúng ta sẽ đến với khái niệm là bảng quan hệ. Thì bảng quan hệ sẽ là nhiều bảng trong cái nhiều cột trong cái bảng đấy sẽ là primary. Thì cái này nó yêu cầu dữ liệu như nào? Đó là cột mã số sinh viên này có thể chứa những cái dữ liệu trùng nhau được, hoặc là cột tên này có thể chứa những cái mã số trùng nhau được, nhưng nó sẽ không cho phép là tổ hợp dữ liệu từ hai cột này có những cái dữ liệu giống nhau, nghĩa là tổ hợp là không thể nào xuất hiện được mã số sinh viên là một, tên là Dũng hai lần. Có thể xuất hiện là mã số sinh viên là một, tên là Văn, hoặc là có thể xuất hiện được tên là Dũng nhưng mã số sinh viên là hai. Cái trường hợp này thì được, nhưng mà không bao giờ được phép tồn tại hai thằng có mã số sinh viên và tên trùng nhau, được chưa? Đây gọi là tổ hợp hóa chính, thế nhỉ? Đó, đấy là cái khái niệm về primary. Tiếp theo là khái niệm về unique. Khái niệm về unique. Khái niệm unique thì nó là duy nhất. Như thế thôi, nó là duy nhất. Nhưng mà ở trong này chưa chắc nó ra được null. Được chưa? Chưa chắc nó ra được null. Nếu mà null thì trong cái bảng này nó được phép là chứa một cái bảng y nào đó, được phép null dữ liệu cho cái cột đấy. Được chưa? Thường thường cái unique này này, thường thường cái unique này này, nó sẽ là cái ô để lưu trữ những cái dữ liệu, ví dụ như chứng minh thư nhân dân hoặc là email, được chưa? Là những cái thuộc tính mà không bao giờ được phép trùng nhau ở trong cái cơ sở dữ liệu, nhưng mà nó lại không phải là quá trình, được chưa? Ví dụ trong cái bảng sinh viên này, bảng số sinh viên này, tôi có thêm một email nữa, đúng không? Nếu tôi có thêm một email nữa và tôi xét cho nó là unique, nhưng mà trong bảng này tôi không thích cái thằng email này là primary, được chưa? Không thích, tôi thích xét cái cột mã số sinh viên này là primary thì nó hợp lý hơn, nhưng mà tôi hoàn toàn có thể dựa vào cái email để xác định một con người, đúng chưa? Thì tôi sẽ tiến hành là xét cái email này nó là unique key, unique, được chưa? Unique, đúng không? Việt Nam hóa tiếng Anh thì là dữ liệu ở trong cột email này sẽ không bao giờ được phép trùng nhau. Khác nhau một con số cũng là khác, khác nhau một dấu chấm cũng là khác, được chưa? Và thường thường cái unique này, cái unique ấy, nó sẽ đi kèm với những cái dữ liệu dạng là dạng text, dạng chữ viết thì là nó sẽ là xét cho là unique, được chưa nhỉ? Đó, có bạn thắc mắc gì không? Để giải thích nốt cột cuối cùng là cột AI. Cột AI nó là đánh, nếu các bạn đánh dấu ở đấy ạ, AI là viết tắt của từ Auto Increment, là tự động tăng, được chưa? Tự động tăng, tự nó là như nào? Tức là sau này nếu mà các bạn mà xét cái cột mã số sinh viên này xét là AI, thì lần sau khi mà chúng ta thêm dữ liệu vào trong cái bảng là bảng sinh viên thì chúng ta không cần phải quan tâm đến cái cột đây là cột mã số sinh viên nữa, không phải thêm dữ liệu cho nó. Bởi vì mỗi một lần chúng ta insert dữ liệu vào, nó sẽ tự động nó tăng lên một, chúng ta không phải động chạm đến nó. Được chưa nhỉ? Đấy là cái giá trị của cái tác dụng của cái cột cái AI này. Và thường thường ấy, thường thường thằng AI này chưa chắc đã phải là primary, nhưng mà đa phần cái nào là primary thì sẽ đi kèm với auto increment. Bởi vì key người ta dễ dàng nhất đó là đặt theo số, mà là số nguyên 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cứ thế nó tăng lên, được chưa nhỉ? Thì đấy là cái những cái cần lưu ý ở trong cái việc thiết kế cơ sở dữ liệu MySQL để tạo, chúng ta tạo cái bảng. Đây chúng ta tạo được bằng này cột đi. Cái cột mã số sinh viên sẽ là index of primary key được tích AI. Tiếp theo cột tên thì không được phép null thì chúng ta không tích gì cả. Cột tuổi được phép null thì chúng ta tích vào đây. Cột quê quán được phép null chúng lại tích vào đây. Cột ngày sinh kiểu dữ liệu đến
được phép num stick lên. Sau đó ở phía dưới chúng ta có cái button tên là save đúng không? Bấm vào save đấy tạo ra cái bảng. Tất nhiên chúng ta còn những thứ khác nữa, chứ không phải bằng ngày cứ nó bằng một số. Tạo chưa? Rồi ok. Tên không thêm gì cả, không có index. Chỉ một cái là gì để không thay đổi. À, đã bảo là cái phô mã số sinh viên, mã số sinh viên đúng không? Thì nó là primary key và nó là ID luôn. Ok, thực hiện. Đó. Thế cả xem đủ chưa không? Chỉ đã bảo một bản chỉ nên có một primary key được. Được chưa? Cứ làm đi, sai lặp lại, lo gì. Được chưa nhở? Được chưa? Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái Navicate này để thêm bảng này. Thì ở trong này dễ hơn nhiều, chuột phải vào table này. Chọn New Table. Được chưa? Đây nó sẽ hiển thị ra các cái cột mà chúng ta cần phải xử lý. Ví dụ cột này là mã số sinh viên. Cột này kiểu dữ liệu là INT, độ dài chúng ta không cần điền. Đến cái cột key này chúng ta tích nó một cái để biểu thị nó là key. Sau đó ở dưới này có cái auto increment này, tích cho nó một cái nữa. Được chưa? Xong rồi tab xuống dưới thì nó sẽ đến cột tiếp theo là cột. Cột tiếp theo là cột name. Name đúng không nhỉ? Tên. Kiểu dữ liệu là varchar, độ dài thì không ấy. Tôi bấm vào đây là để cho set cho nó là not null. Cột tiếp theo là cột tuổi. Kiểu dữ liệu là INT. Cái này được phép null nên tôi không tích. Bỏ xuống dưới tiếp. Quê varchar được phép null xuống dưới. Ngày sinh. Ngày gạch dưới sinh. Đây là date. Cái này được phép null luôn. Tôi xóa cột này đi. Được chưa? Sau khi tạo xong hả? Ai đây? Được chưa? Chúng ta còn có thuộc tính thêm là cái default value. Có thêm thuộc tính là default value. Default value tương đương với cái việc là chúng ta, nếu mà chúng ta insert mới vào ấy, chúng ta không điền dữ liệu cho nó, không nhét cái dữ liệu cho cái cột này, tự động nó sẽ được set cái giá trị là bằng bao nhiêu chúng ta tự set đấy. Ví dụ ở đây là bằng 1, bằng 20 đi. Xong. Bây giờ chúng ta tiến hành, nếu mà ở trên Navicate chúng ta tiến hành Ctrl S, đặt tên cho bảng, bảng là tên là Student. Ok xuống. Mở ra đây. Chúng ta sẽ có cái bảng là bảng Student, có cái cấu trúc các cột như thế này. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta đã tạo xong bảng xong chưa? Có ai không tạo được không? Đâu? Ai không tạo được? Đọc cho mình TeamView. Có TeamView không? Có TeamView hả? Ừ, đọc đi. Không, để cho các bạn còn xem. Chứ không phải chỉ phục vụ một mình. Cái gì đấy? Sao ngọn nẻ nếu ông nói to lên nào? 899 385 755 Đó, chờ tí. Sáu năm, sáu tám. Ô, mãi không được vậy trời. Trời ơi, mạng với mẹo. Sợ thật.
không nhìn thấy gì luôn mà. Động vào xong bố rồi. Rồi tiếp tục này, lưu ý. Lưu ý này, tập trung này. Phần cơ sở dữ liệu đó là bộ não của toàn bộ hệ thống nha. Cho nên không có não thì không làm được cái gì đâu. Ở đây có ai không có não sống được không? Thằng Dũng à? Cũng quên ở đâu rồi? Nay có mang đi không? Đang cất trong ba lô. Cất trong ba lô. Kéo nó một cái chân mưa ẩm. Và chú cần ẩm đấy. Cất kỹ ẩm. Lưu ý này. Biến chúng ta có cách đặt tên. Đúng không? Hàm chúng ta có cách đặt tên. Cơ sở dữ liệu chúng ta cũng có những cái quy định đặt tên. Được chưa? Với tên cơ sở dữ liệu TDB thì thường thường chúng ta đặt tên DB nó chính là tên dự án. Được chưa? Và viết thường chỉ chứa viết theo kiểu snake case. Được chưa? Tiếp theo tên bảng. Tên bảng thì tên bảng đặt theo tên đối tượng. Ví dụ hệ thống của chúng ta là hệ thống quản lý sinh viên đúng không? Trong đấy sẽ có các cái thành phần tham gia là sinh viên này, lớp học này, phòng học này, môn học này, kỳ học này, trường học này. Đúng không? Thì chúng ta sẽ đặt tên nó theo cái tên các đối tượng đấy. Ở chỗ nào chúng ta cần lưu trữ dữ liệu. Được chưa? Tiếp theo, chúng đặt theo snake case. Và đặt tên theo đặt là số nhiều. Nếu mà đặt tiếng Anh. Được chưa? Số nhiều. Số nhiều là thêm SC hoặc là ESC ấy. Nếu đọc tiếng Anh. Và nên các bạn nên đọc theo tiếng Anh. Được chưa? Tiếp theo là các tên các cột. Các cột cũng đặt theo snake case. Tất nhiên cái này cũng chữ thường. Mà này cũng chữ thường. Đấy rồi, và không dùng cách được chưa? Lưu ý cái những cái cách đặt tên này. Sau này chúng ta học đến bảng quan hệ thì tôi sẽ hướng dẫn thêm chúng ta cách đặt tên khác. Được chưa nhỉ? Xong chưa? Bây giờ hướng dẫn các bạn luôn này. Phần tiếp theo đó là import và export data. Import và export data tức là xuất cái cơ sở dữ liệu của chúng ta ra một file chấm là một cái file có đuôi là s.sql. Sau đó chúng ta sẽ import cái cơ sở dữ liệu đấy vào trong cái máy của mình để trở lại cái trạng thái ban đầu. Thì chúng ta bấm vào cái có ông nào cho tôi mượn cái TeamView để tôi làm trên máy không? Trên máy tôi không có PMSMI. Cho tôi mượn cái TeamView. Đây vào máy thanh niên này nhá. Tắt rồi còn đâu? Bật lại đi. Vẫn tắt đấy à? Kinh hồn. 5776 á. Mạng cực kỳ khổ chuối.
Rồi, đây làm export nhá. Sao cái bọn này cứ thích dùng tiếng Việt thế nhỉ? Tấm vào home này. Đây này, ngôn ngữ này. Chuyển hết sang tiếng Anh cho tôi. Tôi không quen dùng tiếng Việt đâu. Sao lâu thế? Thằng này còn đang dùng cốc cốc nữa chứ. Vượng đâu rồi? Ở đây đứa nào dùng cốc cốc nộp cho thằng Vượng 10.000 khẩn trương anh em. Tôi đang nghiêm cấm ngay từ đầu rồi, chứ không phải bây giờ với ý kiến nữa. Ui giời rồi. Nghiêm cấm dùng cốc cốc nhá. Trong cái lớp này ra ngoài lớp các bạn thích dùng cái gì thì dùng. Hả? À? Ông có thấy máy ông chậm không? Máy ông đã yếu thì chớ lại còn cốc cốc còn nữa nó còn ngốn RAM hơn. Đấy. Rồi lấy máy người khác đi. Dũ. Mày có thể thôi tán gái được không? Tập trung vào đây. Đọc team view. Ừ. Văn 442 tiếp 971 242 nó chờ tí. Tám bảy tám sáu. Rồi, bây giờ các bạn lưu ý này. Để export cái cơ sở dữ liệu của chúng ta ấy, thì chúng ta bấm vào tên database này. Bấm vào chỗ trên này này, bấm vào cái tên database này. Được chưa? Sao chưa được, sao chưa nhìn thấy gì? Được chưa? Xong nhá. Bây giờ chúng ta chọn là cái export này. Nhìn thấy không? Kích vào cái export. Đó. Xong chúng ta sẽ chọn cái custom. Được chưa? Nếu mà sau này trong bảng của chúng ta có nhiều cái trong cái cơ sở dữ liệu của chúng ta có nhiều bảng ấy thì chúng ta phải bấm vào select all ở trong này và chọn hết tất cả các bảng, được chưa? Sau đó chúng ta kéo lùi xuống dưới. Kéo lùi xuống dưới. Nó sẽ có một cái ô. Đây này. Nhìn thấy cái structure and data không? Nhớ tích vào đấy. Nếu nó tích rồi thì thôi, nhưng mà tốt nhất là phải kiểm tra lại. Được chưa? Đó là nếu nó xuất ra thì nó xuất ra toàn bộ cả cơ sở cả cấu trúc, tức là cái cấu trúc bảng, tất cả các bảng và dữ liệu chứa trong bảng đấy. Được chưa? Tích vào structure and data này. Sau đó kéo xuống dưới cùng. Chọn go. Bấm vào go. Đó, sẽ lưu. Ok. Đây. Nó tải về máy mình. Sao lâu vậy? Thấy không? php1706.sql. Được chưa? Xong, tiếp theo này. Tiếp theo này, bây giờ tôi tiến hành, tôi xóa cái cơ sở dữ liệu đi. Để xóa cơ sở dữ liệu thì vào operation. Được chưa? Nhìn thấy cái drop database không? Kích vào đấy. Xong kích được.
Rồi ok. Đó, nó sẽ bay cơ sở dữ liệu của chúng ta đi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành im, nếu mà muốn lấy lại cơ sở dữ liệu vừa rồi ấy, tiến hành import, bấm vào import ở đây này. Sau đó chọn cái tập tin. Mở cái file kia ra đi. Được rồi. Đấy, download. Úi giời, còn phim cả phim heo, phim chó. Mở ra đi. PHP có chữ P ra. Ông lưu vào đâu vậy? Đưa coi nào. Cancel đi. Gì vậy? Đấy, tắt đi. Không, cứ bật ra. Bấm vào đây này. Gì vậy? Bấm đây này. Đây này. Mở mở ở ngoài desktop rồi ạ. Thì đây, chọn vào đây. Đó, ra ngoài desktop chọn cái file đấy. Chọn đi. Gì mà chọn Garena vậy? Đấy, chọn cái file .sql này. Được chưa? Sau đó kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới cùng ấy. Sao chưa kéo được ạ? Đấy, bấm vào go. No database selected. Cái này là nãy config thiếu rồi. Thôi ok, tạo một cái cơ sở dữ liệu ra. Tạo cơ sở dữ liệu tên là PHP 1706 ra. Không cần tạo. Nếu mà export đúng không cần tạo. Đấy là tích vào cái mà lúc mà nó import. Đúng rồi. Nãy thiếu. Tôi quên mất ở máy ở bên kia của tôi là tôi tích sẵn rồi. PHP gạch dưới 1706. Rồi, chọn collation. UTF-8 chứ không phải là UTF-8 MB4 đâu nha. Rồi. Chọn đi. Gì vậy? Gì mày đã import thành công rồi lại? Bọn nó không có kịp nhìn. Ôi rồi. Thua. Bây giờ chúng ta sẽ có lại bảng student. Nó giữ nguyên cái trạng thái của chúng ta. Được chưa? Nếu đấy là các bạn nếu sử dụng cái PPMyAdmin. Trong trường hợp các bạn sử dụng Navicat, lưu ý này, trong trường hợp các bạn sử dụng Navicat và tôi cũng khuyên các bạn nên sử dụng Navicat. Thì chúng ta chuột phải vào cái cơ sở dữ liệu này. Chọn dump SQL file, chọn structure and data. Đó, lưu ở ngoài desktop đi. Sẽ ra PHP 1706 SQL. Xong. Bây giờ tôi tiến hành tôi xóa cái cơ sở dữ liệu này đi. Ok. Thì bây giờ chúng ta mở cái file SQL kia ra xem chúng ta xem có cái gì. PHP đâu nhỉ? Đây. Mở nó ra. Mở bằng Navicat này. À, mở Solid Text này. Đây các bạn nhìn thấy không? Ở trong này nó sẽ không có cái chỗ nào gọi là cái tạo ra cơ sở dữ liệu cả. Mà để sử dụng nó thì chúng ta phải tạo ra cái cơ sở dữ liệu tên là PHP 1706. Thì chúng ta cũng tiến hành vào đây chúng ta tạo ra. Chuột phải này. New Database PHP 1706 này. UTF-8. Rồi. Đó. UTF-8 General CI chẳng hạn. Ok. Được chưa? Trong này chúng ta chưa có cái bảng gì cả. Bây giờ chúng ta chuột phải vào đây, chọn SQL file. Sau đó chúng ta sẽ chọn đến cái file mà PHP 1706 vừa rồi á. Đây à. Open ra, start. Xong rồi. Chúng ta sẽ tiến hành reload lại. Sẽ thấy xuất hiện cái bảng student. Nó ở trạng thái giống như cũ của chúng ta. Được chưa?
trong này chúng ta cũng hoàn toàn có thể là tiến hành là chỉnh sửa lại cái cấu trúc của cái một cái bảng nào đấy, chuột phải vào đây tiến hành là design table, thấy nó giống như cũ không? Được chưa? Đấy là cái lợi hơn ở trong cái Navigate này. Được chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta tạm thời tiến hành xóa cái bảng, xóa cái cơ sở dữ liệu đi. Chúng ta sẽ tiến hành thêm sửa xóa database và thêm sửa xóa bảng thực hiện bằng câu lệnh, chứ không sử dụng cái tool nữa. Xóa đi. Được chưa? Cái gì? Tiếp theo này. À, tôi lại mượn máy anh Vượng tí. Có thể là do máy tôi mạng nó chậm quá, nó không vào được. Xóa bay cái database đi. Chúng ta phải làm quen dần với lệnh đi, bởi vì cái lệnh đấy sau này nó sẽ là cái cách mà chúng ta dùng PHP để tương tác với cơ sở dữ liệu đấy. Lâu thế. Rồi, xóa chưa? Rồi, bấm về home này. Bấm vào cái hình ngôi nhà này, bấm về home. Sau đó chúng ta sẽ có cái ô là SQL. Đây, SQL này. Được chưa? Chúng ta viết lệnh vào trong này rồi chúng ta tiến hành là go. Được chưa nhỉ? Thì bây giờ tôi sẽ về máy của tôi chạy nhé. Nếu mà ở Navicat thì chúng ta sử dụng là bấm vào một cái query này. Đó, bấm vào query này, chọn add này. Chưa? Chúng ta thực hiện là cái gì? Create database. Database. Sau đó là tên database. Ví dụ tên database của chúng ta là php gạch dưới 1706. Sau đó đến từ khóa là tra xét. Tra xét là bằng một cái string, thì string chúng ta viết phẩy phẩy như đây là UTF-8 cách collate cách UTF-8 general gạch dưới CI hoặc UTF-8 Unicode CI. Rồi, kết thúc một câu lệnh chúng ta cũng có chấm phẩy như bình thường. Được chưa? Không nhỉ? Viết vào trong cái đoạn SQL của chúng ta ấy. Không nhỉ? Không. Bây giờ chúng ta bấm vào cái nút go ở phía dưới nếu mà chúng ta sử dụng mạng PHP Admin. Còn nếu mà ở dùng Navicat thì ở dưới này nó có cái nút run, hoặc ở phía trên này nó có nút run thì chúng ta bấm vào đấy. Thấy không? Create database, tra xét collate, UTF-8, ok. Sau đó chúng ta tiến hành ở ngoài này chúng ta refresh connection. Chúng ta nhìn thấy cái PHP 1706 đây đúng không? Được chưa? Đó là cái câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu. Thì cú pháp sẽ là create database, tên database, tra xét và collate của cái database đó. Được chưa nhỉ? Tiếp theo câu lệnh xóa.
Thì trước hết chúng ta phải tôi giới thiệu chúng ta cái câu cái comment ở trong cái SQL đó là hai dấu trừ. Cách ra comment nó sẽ không thực thi cái này nữa. Được chưa? Chúng ta có câu lệnh xóa một cái cơ sở dữ liệu ở trong SQL drop database PHP 1706 chấm phẩy. Đây là câu lệnh xóa. Chúng ta sẽ có run vào. Quá. Can drop. À ừ đúng rồi, thiếu dấu gạch dưới ở đây. Xong. Rồi chúng ta reload cái connection. Nó sẽ thấy nó bay mất. Được chưa? Đấy là cái câu lệnh drop database. Đây là hai lệnh đầu tiên là drop và create database. Nếu chúng ta sử dụng lệnh trong MySQL thì chúng ta có thể được phép sử dụng những câu lệnh này để tương tác với cơ sở dữ liệu chứ không cần phải thực hiện bằng tay. Nếu mà thực hiện bằng tay thì PHP chịu chết, nó không có cái chuột nào đâu mà nó ngồi nó tiến hành, nó kích vào cái từng bắt từng một, không có chuyện đấy, mà nó chỉ có thể tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các cái câu lệnh như thế này mà thôi. Được chưa? Tôi sẽ ăn comment cái câu này đi để tôi tạo ra cơ sở dữ liệu đã. Xong đi nhỉ? Rồi. Rồi. Tôi tạm thời comment câu này vào. Sau khi tạo xong tôi sẽ tạm thời comment câu này vào. Chúng ta sẽ tiếp đến cái câu lệnh là sử dụng một cái SQL, một cái cơ sở dữ liệu nào đấy để thực hiện những cái câu query tiếp theo. Đó, chúng ta sử dụng là use PHP gạch dưới 1706 chấm phẩy. Ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái cơ sở dữ liệu là PHP 1706. Chúng ta có câu lệnh tạo ra bảng trong cơ sở dữ liệu như sau. Create table. Tên table là student đúng không? Đóng mở ngoặc tròn. Ở trong là cái gì? Tên hay là kiểu dữ liệu nhỉ? Kiểu dữ liệu là int. Cách tên cột. Cột này là mã số sinh viên. Được chưa? Cột này có được phép null không? Nếu mà null thì viết null vào, not null thì viết not null vào. Hoặc là không viết not null vào thì nó sẽ tự động ra not null. Thì chúng ta sẽ có cột này là primary. Có key không nhỉ? Cách key. Nghe nó lạ lạ. Được chưa? Set nó là auto increment thì là auto gạch dưới increment. Make question là auto increment. Kết thúc thì chúng ta có dấu phẩy. Đây là tạo ra một cái cột tên là mã số sinh viên, kiểu dữ liệu là int. Nó là primary key và auto increment, tự động tăng. Phẩy. Chấm phẩy là ở hết ở đây này. Được chưa? Tiếp theo đến cột khác. Cột khác của chúng ta tên là name đúng không? Đây tôi đi mở lại cái này cho nó nhanh. Đây. Create table student này. Thằng kia liên thuyên. Đây, tên cột trước. Đấy là SQL server, đây là MySQL. Lừa cả thầy. Đây primary not null này auto increment nhá. Được chưa? Tiếp theo đến cột, tiếp theo tên là tên. Tên varchar độ dài. Varchar thường thường nó có độ dài, chúng ta set độ dài trong này. Độ dài đây là 255. Cột này được set là not null thì chúng ta viết chữ not null vào đây, not cách null. Được chưa? Phẩy. Tiếp theo là tuổi. Là int null, có nghĩa được phép null.
hoặc là chúng ta set cho nó một cái giá trị mặc định, thì chúng ta có default bằng giá trị là 20 chẳng hạn. Phải. Chúng ta có cột gì nữa nhỉ? Quê quán, quê quê gạch dưới ạ. Quê cách va cha 255 nun. Cuối cùng là cái gì? Ngày sinh, kiểu dữ liệu là date, được phép nun. Đây là câu lệnh tạo ra cái bảng của chúng ta. Được chưa? Xong rồi run đi. Được chưa? Run. Create cái gì? Error gì đây? Nears 20. Default tuổi INT. À, default cách. Rồi xong. Chúng ta đã thấy xuất hiện bảng student. Xem design. Thấy không? Not null, null, các thứ, các thứ. Được chưa nhỉ? Mới có 3 câu thôi. Nãy giờ hì hục, mới có 3 câu thôi. Chưa có gì nhiều. Được chưa? Học tiếp câu lệnh drop table. Chúng ta nên viết ở trên này như này: drop if exists p student chấm phẩy, sau đó mới đến câu tạo. Câu này tương đương với việc là nếu mà cái chạy đến đây nhá, nếu mà cái bảng student này đã tồn tại này, tiến hành drop bảng. Được chưa? Câu lệnh drop của bảng ấy thì nó đơn giản lắm, drop table student. Nó có mỗi thế này thôi.
là thực hiện câu lệnh là xóa một cái bảng đi. Còn câu lệnh drop if exists tức là kiểm tra xem cái bảng này đã tồn tại chưa. Nếu mà có rồi thì tiến hành xóa nó đi. Được chưa nhỉ? Được chưa? Rồi chúng ta nghỉ một lúc nhá. Đặt cổ bạn. Sau đó vào chúng ta sẽ tìm hiểu những cái câu lệnh giúp chúng ta chỉnh sửa cái cấu trúc của bạn. Nếu các bạn có thời gian đọc cho tôi các câu lệnh về alter table. Check it out.
Cái nắp kết quăng quầy về cho các bạn. Thank you.
bạn chờ tí nha. Được. Lớp này cũng đã xuất hiện người sốt xuất huyết. Còn đứa nào bị sốt xuất huyết nữa thì nghỉ học luôn đi. Cấm không được nhìn vào mắt tôi nha. Các bạn xem lên chưa? Hình như lên rồi đấy. Rồi. Lên trên Facebook vậy, các bạn tải về đi. Đây. Cái này mất phí thế ạ? Cái gì mất phí? Có nhìn thấy crack không? Drop table. Chúng ta thiếu cái chữ table này. If exists thì mới chạy được nha. Drop table if exists. Run. Đó, câu lệnh này mới chạy được. Được chưa? Thêm cái table vào trong. Ở trong cái lesson 17 tôi sẽ tạo ra một cái file là php1706.svl. Tôi sẽ copy cái nội dung này tôi quăng vào đấy. Rồi. Nếu các bạn cứ sử dụng cái này thôi. Được chưa? Đây là các tôi comment nha, đây là câu lệnh đây là câu lệnh tạo mới. Cơ sở dữ liệu này. Đây là câu lệnh xóa cơ sở dữ liệu. Đây là câu lệnh khai báo sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu này. Đây là xóa bảng nếu tồn tại. Câu lệnh này là câu lệnh xóa bảng. Câu lệnh này là câu lệnh tạo bảng. Chưa nhỉ? Đó. Sau đó chúng ta sẽ đến với cái cách đến với việc là chúng ta chỉnh sửa cấu trúc một bảng trong khi nếu trong trường hợp chúng ta đã tạo ra bảng rồi. Chúng ta có câu lệnh là enter, và quên nhầm viết ở trong này. Đây là câu lệnh tiếp theo. Câu lệnh để chỉnh sửa một bảng thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu lệnh là enter table. MySQL enter
table add column. Mạng chậm kinh khủng. Bên Firefox này còn nhanh hơn tí nào. Rồi, đây SQL Enter Table Statement này. Cũng thế. Đây. Đây. Chúng ta có thể thêm một cột nữa vào trong cái cơ sở dữ liệu trong cái bảng của chúng ta. Ví dụ tôi thêm ở trong này tôi đã có cột mã số sinh viên, tên, tuổi, quê đúng không? Chúng ta thêm một cột giới tính nữa chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ thêm một cột sau như sau là enter table tên table student. Enter table. Và chúng ta sẽ add column. Đúng nhỉ? Add add column thì là add này, tên cột là giới tính, add đâu có column đâu, add giới tính này, kiểu dữ liệu là int default 1, chúng ta có 1 là nam, 2 là nữ, 3 là a rồi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ để default là 1. Nếu mà chúng ta muốn enter thêm, add thêm nhiều cột thì chúng ta add thêm nhiều cái vào đây là xong. Enter table student add giới tính, kiểu dữ liệu là int default value là 1. Được chưa? Thử nhá. Tôi sẽ tạm thời comment hết cái mớ này vào. Bởi vì ở trong này tôi đã có bảng rồi mà. Chạy thử này. Sao chẳng biết chạy gì vậy? Student design table. Đây thế giới tính không? Thêm của giới tính là default value 1 này. Được chưa? Đây là câu lệnh. Để tôi copy cái này vào trong kia. Câu lệnh của chúng ta sẽ như sau. Đây là tiến hành là thêm một cột vào bảng khi bảng đã tồn tại. Enter table name add được chưa? Chúng ta có câu lệnh là sửa một cột trong bảng đã tồn tại. Đó là câu lệnh enter table student modify ví dụ cột tuổi, modify cột tuổi. Tôi xem lại cú pháp nhé. Modify cột tuổi. MySQL modify column. Đúng nhỉ? Modify này. Column cách tuổi. Cách đây là chuyển cái kiểu dữ liệu hoặc là các cái config ở trong cột tuổi này. Ví dụ tuổi tôi chuyển sang Vacha chẳng hạn. Vacha 20 chẳng hạn. Nun. Được chưa? Sửa cái cột tuổi thành Vacha 20 và set cho nó được phép nun. Tôi copy tôi chạy thử. Chạy vào đây. Tôi comment nốt thằng này vào.
Ở đây chúng ta sẽ có là enter table student. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái này chúng ta reload lại. Đó, không reload được. Refresh này. Design table này. Tuổi, các bạn thấy nó thành Vacha. Đây nó là in đúng không? Nó thành Vacha null. Được chưa? Đây là câu lệnh giúp chúng ta tiến hành là sửa kiểu dữ liệu của một cột. Chúng ta hoàn toàn có thể là sửa tên của một cột, đổi tên của một cột thành tên khác. Để tôi scroll lại xem nào. Drop này, add này, chain data type này, drop column này. MySQL chain column name. Đây, chúng ta có enter table này, thuộc tính này. Đây, câu lệnh của chúng ta sẽ là đổi tên một cột thành một cột khác và set lại thuộc tính. Chúng ta có enter table student chain trên tuổi trở thành trên tuổi trở thành student gạch dưới age kiểu dữ liệu là int default 20. Đó, đây là câu lệnh đổi tên một cột. Chúng ta thử cái. Tạm thời tiến hành comment cái này vào. Enter table student trên tuổi thành student trên. Rồi ok. Tuổi thành student age kiểu dữ liệu là in, default là 20. Chúng ta run. Xong. Bây giờ mở cái thằng này ra. Reload lại đã. Design table. Chúng ta sẽ chuyển thành student age kiểu dữ liệu là int default value bằng 20. Được chưa? Đấy là các cái câu lệnh cơ bản của chúng ta. Ngoài ra chúng ta còn có thể là xóa một cột. Xóa một cột khỏi bảng. Thì chúng ta có là enter table student drop column, ví dụ như drop về cái giới tính đi. Đó, đây là xóa một cột khỏi bảng, mang vào đây chạy. Run, refresh và design table. Chúng ta thấy nó bay mất cái giới tính. Ủa, chưa bay à? Chờ tí tôi refresh đã. Thấy bay mất cái giới tính đúng không? Đó, đấy là thêm sửa xóa dữ liệu ở trong một cái cột của chúng ta, ở trong một cái bảng của chúng ta. Đây là những cái câu lệnh liên quan đến việc sửa xóa cấu trúc của một bảng trong MySQL. Được chưa? Bây giờ chúng ta mới hùng hục nhưng mà mới xong được về database và cấu trúc bảng thôi. Chưa có gì gọi là nhiều. Chuẩn bị tôi sẽ thêm cho các bạn một câu lệnh nữa là câu lệnh thêm dữ liệu vào trong bảng. Bởi vì cái đơn vị nhỏ nhất ở trong cái cấu trúc của chúng ta là các cái record mà. Nhưng mà record tồn tại trong bảng. Bây giờ chúng ta sẽ thêm dữ liệu cho nó. Sau đó sẽ có bài tập. Để đẩy cái này lên nhá.
Rồi các bạn check đi xem có cái gì thắc mắc không. File SQL tôi đã đưa lên trên rồi. Check the data. I'm going to show you SQL. Được chưa? Nếu mà ai chưa biết cài thì hỏi bạn ở dưới nhá. Bạn tên là gì nhỉ? Hỏi Đức Anh, Đức Anh đi vào cài cho bạn đi. Sao sao?
Thank you.
Bây giờ tiến hành thêm dữ liệu này. Làm nốt thêm dữ liệu sẽ có bài tập về nhà nhé. Câu lệnh thêm dữ liệu vào trong một cột. Sẽ như sau. Insert into tên bảng. Được chưa? Các cột tương ứng. Ví dụ chúng ta có những cái cột gì? Mã số sinh viên, tên, student age. Nhưng mà mã số sinh viên này nó là auto increment, rồi chúng ta không cần phải điền vào nó, không phải thêm dữ liệu cho nó nữa. Chúng ta có tên, student age, quê, ngày sinh, đúng không? Thì chúng ta sẽ có tên này, student age, phải quê, phải ngày dưới sinh. Được chưa? Và chúng ta sẽ có cái value tương đương với các cái giá trị tương ứng, ví dụ tên. Tên là Thiện TH chẳng hạn. Student age bằng 50 tuổi chẳng hạn. Quê ở Hà Nam Ninh. Ví dụ thế. Ngày sinh. Thì cái ngày sinh khi insert vào cơ sở dữ liệu ấy, chúng ta sẽ phải format nó sang kiểu là ví dụ năm trước xong đến tháng đến ngày. 1991 trừ 02 trừ 03. Đó. Chấm phẩy. Và chúng ta copy cái câu này. Copy câu này, paste vào trong Navigate. Đây, insert into. Và chúng ta tiến hành run. Được chưa? Bây giờ mở cái bảng này ra. Thấy không? Được chưa nhỉ? Thêm dữ liệu vào. Đó là như thế. Đây là câu lệnh thêm dữ liệu vào trong một bảng.
Sau này chúng ta sẽ có cái bài tập nhỏ nhỏ hôm nay, đó là chúng ta viết lại cho tôi câu này. Chúng ta sẽ tạo cho tôi bài tập về nhà này. Tạo bản môn học. Subject bao gồm các cột. Cột ID, INT, PK, AI. Tiếp theo cột subject name. Và cha 255. Cột subject code. Và cha 255. Nó phải là unique. Cột semester. Đây là kỳ học thì nó là INT. Not null. Semester. Rồi ok vậy thôi. Sau đó chúng ta tiến hành là thêm ít nhất 10 bản ghi cho bảng này và bảng student. Lưu ý là không có bản ghi nào được phép giống nhau. Đây là bài tập về nhà. Rồi nha, đây là bài tập về nhà nhá. Đổi sau tôi sẽ vào từng máy một để kiểm tra. Không. Chế lô thì đến chẳng qua là ý thức của các bạn ấy. Còn lên lớp tôi hực trí thì tôi thò tay vào máy ai mà không có thì hiệu hồn. Thằng Dũng này sẽ được kiểm tra đầu tiên. Tội lôm côm, thích gây chú ý. Thực ra là không. Rất đơn giản, đó là check cái lịch sử cái kiểu. Hoặc là nếu mà thích, nếu mà muốn tử tế thì tôi sẽ yêu cầu mọi người quay lại cái quá trình làm. Thì là xong ngay mà. Tóm lại là ý thức thôi, chứ còn thực ra là tôi không muốn bắt em các bạn làm gì cả. Tất nhiên nếu mà học thì có lợi cho các bạn, chẳng có lợi cho ai. Được chưa? Có ai thắc mắc gì nữa không? Hôm nay chúng ta đến với cái khái niệm về cơ sở dữ liệu và các câu lệnh tạo cơ sở dữ liệu, tạo và tương tác với bảng, tương tác với các cột trong bảng và thêm dữ liệu trong bảng. Được chưa? Dũng điểm danh đi Dũng. Thank you.